Cả Philippines lẫn đội tuyển nữ Việt Nam đều là các tân binh lần đầu dự World Cup, nhưng hai đội rơi vào những bảng đấu khác nhau và có sự khác biệt trong sự kỳ vọng. Philippines thuộc bảng A cùng với chủ nhà New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ. Trong số này, chỉ có Na Uy, cựu vô địch thế giới, là đối thủ mạnh hơn, trong khi New Zealand và Thụy Sĩ không vượt trội so với đội bóng Đông Nam Á. Đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung nằm ở bảng E khó khăn với đương kim vô địch World Cup Mỹ, Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đội bóng của Việt Nam sẽ có trận ra quân khó khăn khi đối đầu với đội tuyển Mỹ. Trong danh sách kỳ vọng của AFC, hai cầu thủ nổi bật của đội tuyển nữ Việt Nam là Thanh Nhã và Huỳnh Như. Trong khi đó, đội tuyển nữ Philippines hầu hết các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. AFC nhận định rằng Huỳnh Như và Nguyễn Thị Thanh Nhã là hai ngôi sao trong đội tuyển Việt Nam. Những cầu thủ này đã thu hút sự chú ý từ khi ghi bàn vào lưới Myanmar trong trận chung kết.